Đây là có đại lộc cánh sen nè, nhìn cái form thì giống như là cúc trâu 50 á, nhưng mà nó là đại lộc á, form của đại lộc, nụ hoa nút hoa là của đại lộc hết á. Giống này thì ở vườn kia nó cũng có đột biến đốc ra ha, đốc ra được mà 1-2 cây vậy, trong cái vườn mình cả ngàn cây đốc ra 1-2 cây à. Cái này thì thấy nó thưa bông, nó rụng dữ lắm, màu rất là đậm á. Thấy có hoa mà nó, cái hoa nó như cái giống như đại lộc 2 tầng á, nó có nhị trong đây nữa nè, trong đây nó có cái nhị trong đây nữa, giống như cúc 2 tầng vậy. Cái nút hoa, nụ hoa là của đại lộc á, nó nhọn, nút rất là sai luôn á. Nó ra cái kiểu giống như đại lộc á, này nút có kiểu đại lộc nè, chi chít luôn á, đại lộc đột biến á. Này ở vườn mình gọi là đại lộc cánh sen á, rất là đẹp. Này, có cây lớn nè, hoa chùm chùm luôn, còn bên đó là đại lộc bình thường á, đại lộc nhiều cánh. Này đại lộc cánh sen, này đại lộc nhiều cánh. Này lộc nhiều cánh thì chúng ta đã quen thuộc rồi ha. Hoa rất là đậm luôn á. Còn đây là đại lộc cánh sen á. Còn cúc ra 50 cánh thì phơm giống như vậy, mà cúc 5 cánh cái màu nó nhạt hơn. Là cái nụ hoa nó ra nó khác nữa. Cái nút nụ mà nó chưa nở nó khác. Còn này nút nụ và nút nụ của đại lộc á. Của đại lộc. Nghe chưa, màu rất là đậm luôn á. Biết cho nó chùm luôn á. Rồi ở bên phía bên kia có mấy cây mai đặc biệt á. Cái này thì đặc biệt là cái là cái cánh hoa nó rụng, nhưng mà nó rụng ở đậu trái luôn à, mà cánh hoa cái phần hạt nó vẫn còn nè, cái này nở rất là lâu á. Cái này giống như là cúc thọ hương ở đằng kia á, cúc thọ hương ở đằng kia kìa, hương đầu tiên kia đó, cúc thọ hương kia thì nó đậu trái luôn rồi mà nó vẫn còn cái cánh nó chưa rớt á. Còn đây là giống dảo á, đây được giấy bạc nè, cái này được giấy bạc, đây là cây mai Bình Định á, đế nó siêu khủng luôn á, tay cạnh như lực sĩ nha. Đó, đế bích cái chậu luôn á, cái này được giấy bạc. Đây cái đây là giáng long của Bình Định nè, cái này kêu mai trực ha, giải khuyến khích á, bộ đế nó một cục luôn á, khổng lồ luôn á. Này là cây mai cúc á, cây mai này cây mai cúc hay là cúc zin á. Cúc thì giờ giống như cúc Tân Châu á, hoa giống như cúc Tân Châu vậy. Đó là cây cúc Tân Châu, người ta thấy hoa đẹp người ta cũng lấy ra như vậy á. Lực sĩ thôi. Còn cái này là cây đặc giải đặc biệt hồi năm rồi nè. Đấy, năm nay thì nó không có giải năm nay, thôi là bông ít, hồi năm rồi là bông rực trời luôn á. Cái này năm rồi đặc giải đặc biệt á. Đây là cây mai dảo, nó vót ngọn á, nó liền lạc cái cây đó. Cây này thì năm rồi là xuất phát cái gốc nó như ở An Giang á. An Giang á. Tay cành liền lạc hết trơn á, cốt bự bự không mà không cần nhiều nhánh quá đâu, hoa rất là đã luôn ha. Cây bên đó là giải đặc biệt, cây bên đó là giải đặc biệt á, giải đặc biệt hội hoa xuân 2020 đây, đặc biệt năm nay thuộc về cái cây này á. Này thì cây mai 5 cánh bình thường thôi, nhưng mà nó liền lạc cái cây á, bệ đế rất là dữ luôn á.
nó liền lại với mấy cây cổ thụ á. Bệ đế à, quá trời cây luôn á, năm cánh đây mà nó liền lạc á, để đặc biệt năm nay. Này bệ đế cũng hết hồn luôn á, này giải bạc. Cây đặc biệt á, mê ly chưa, cành nhánh là chi chít luôn á. Đây cây mai xù á, nay đêm mùng 4 Tết rồi nó cũng hết bông rồi, có cây thọ hương á, thì nguyên luôn. Thì nguyên luôn á, như hoa giả quá trời luôn á. Cây này thì ở Bình Định nó có tên là cúc VIP á, về miền Nam thì đặt tên nó lại là cúc hương, là cúc thọ hương á, quá chí luôn. Rồi kết thúc những hàng mai lớn á, giờ qua coi mai nhỏ đây. Nó đặc biệt là cúc hương nha, đại lộc cánh sen, đại lộc và cái keo dài đặc biệt đó.